các bạn là con Honda CB1000R phiên bản độ theo phong cách nhà sport cà phê. Phiên bản độ này gần như là lột xác hoàn toàn so với phiên bản tiêu chuẩn. Khá nhiều đồ chơi, hàng xịn nha. Xe này thì Honda cũng có bán chính hãng tại Việt Nam, mức giá là 468 triệu đồng. Để xem chi tiết con này đã được đổi những gì nha. Cặp cục trước, bộ lốp của con này đã được thay bằng lốp của Pirelli Diablo Brand. Thành phần Rembo thay cho phần của Tokiko ở phía trước. Phần đầu có thêm một miếng ốp. Tay phanh và tay côn cũng đã được đổ lại. Tổng thể thì màu sắc của xe cũng đã được thay đổi. Ở bên dưới này là cây phuộc của Olin. Trên phiên bản tiêu chuẩn thì cây phuộc này là phuộc của Showa. Còn gấp sau này thì so với phiên bản tiêu chuẩn thì gấp này có vẻ dài hơn, to hơn. Lốp sau cũng là lốp Diablo Brand. Phanh sau thì vẫn là phanh của Nissin giống như bản tiêu chuẩn. Cặp mâm trên con này thì đã được sơn vàng. Thêm vào đó là con này được trang bị một cây súng hạng nặng của Akabovic. Con này mà nổ lên nghe phê lắm đây. Đây tổng thể của xe. Rồi, cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau.